Con tạ ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn và con tạ ơn Chúa. Con là Maria Mai Thị Việt ở giáo xứ Mạo Khê thuộc Quảng Ninh miền Bắc ạ. Con được rất nhiều ơn nhưng chỉ kể hai ơn thôi ạ. Ơn thứ nhất của con là chồng con 63 năm mới biết tiếc lễ. Thì chồng con sao? Vâng, chồng con 63 tuổi ạ thì mới biết tiếc lễ ạ. Mới biết gì? Tiếc lễ của cha đấy ạ. Tiết lễ của cha ấy, đi vào đến đây rồi. 63 tuổi biết tiết lễ, tiết lễ. Dạ, chồng con là 63 tuổi, chồng con ngang bướng lắm, không tin vào Chúa mà cũng không bao giờ đi nhà thờ. Tuy nhà con rất là cần nhà thờ, thế con khuyên mãi, con xin khấn mãi cũng không được. Mà khi Chúa gửi cho chồng con một cái biến cố, đó là chồng con bị đái tháo đường giai đoạn cuối. Bà nó chạy vào tim, phổi, gan và tất cả các động mạch tứ chi nhà con bị tắc hết. Thế nằm trên giường bệnh thì con mới xin được một cái đài, con mới cho chồng con nghe, thì chồng con đẩy cái đài xuống gầm giường không nghe. Thế con cầm lên, con lại đêm ngủ rồi con mở khe khẽ con nghe, thì thấy lắng nghe rồi con mở to dần to dần to dần. Thế dần dần này mở tròn mắt ra, cái gì đấy nghe xem nào. Thế sau đó là chồng con nghe thì chồng con lúc bấy giờ là tự đi vệ sinh ra, nó không biết một cái gì cả, nó cứ nai láng suốt ngày ra cái này mà con suốt ngày phải giặt và đi vào bệnh viện suốt ngày phải giặt. Thế sau khi chồng con bị như thế, con nghe trong một tuần thì chồng con tịt hẳn, không thấy đâu. Con bảo đấy chưa, anh nghe thấy nằm thương xót Chúa thì Chúa đã ban cho anh được sức mạnh rồi đấy, anh cố gắng lên nhé. Thế xong lúc mà yếu quá rồi, bệnh viện Hà Nội trả về, bệnh viện Thụy Điển trả về, đi các bệnh viện trả về, 6 bệnh viện đều trả về. Thì chồng con mới bảo với con một câu là: này bà, mày cho tôi đi vào Trà Long đi. Thế con mới bảo là: thế nếu anh có đi được không? Mới chồng con bảo là: có, đi. Thế con bảo: thế đi nhé, quyết tâm. Thì con mới hỏi các bác sĩ bảo là: tình hình sức khỏe của chú bây giờ có đi được không? Thì các bác sĩ bảo là: cô nếu mà cho đi thì nửa đường là chú chết, thì cô có cho đi không? Xong con và con bảo với cô em bảo: em ơi, thế như thế có được không? Em nó bảo là: quyết tâm đi chị ạ. Thế vâng, hai chị em con đi. Thì con phải đeo đi một chỉ vàng trong đầu, con nghĩ là nếu đi ngang đường mà chồng con có làm sao hoặc vào đây có làm sao thì con nhờ các cha và cộng đoàn thiêu xong con mang xương về. Thế nhưng mà lại ơn Chúa là Chúa đã ban cho chồng con khi vào đến đây thì chồng con lại khỏe ra, đi được. Thế xong là đến cái hôm cuối cùng đấy, thì hôm ấy cha bảo là cha đi làm bác ái ở đâu ấy, thì các con chúng con bảo là trọ nhà cháu Tài, chúng con bảo là thôi anh ở nhà để chúng em đi khấn. Thế về mẹ bố kể chuyện là hôm nay cha vẫn cho lễ, chồng con bảo chứ thế sao không về gặp con đi lễ. Ôi trời ơi, con bảo lại Chúa thôi, sao cái bà năm mới biết tiết lễ, ôi trời ơi, Chúa thương quá, 63 năm bây giờ mới biết tiết lễ. Thế là về đến nhà thì con cũng đưa chồng con về được đến nhà. Về đến nhà thì chồng con tỉnh táo, những người không ốm vậy. Ai đến thăm cũng bảo: ô mày được ốm rồi, không ốm nữa rồi. Thế nhưng mà đến 21 ngày sau thì Chúa cất nhà con về. Đấy là cái ơn thứ nhất. Cái ơn nhé. Vâng, thế chị em bây giờ tôi mới hiểu chị là ơn tiết lễ, gọi là tiết của. Người ta mất của thì tiết của. Ta không ăn được thì là tiết vì không được ăn. Còn đây là tiết lễ 63 năm trời mới tiếc rằng mẹ mày không gọi tao đi lễ, cha vẫn làm lễ mà mẹ mày lại bảo không có lễ làm tao không đi được, cho nên tao tiếc lễ. Còn những người ở đây bìa đi nhiều quá quen rồi thì không còn là tiếc lễ mà có khi là sợ phải đi lễ. Còn chúng ta thấy đó, ơn của Chúa lạ lùng như vậy, một người 63 năm mà mới biết được tiết lễ, tiết quá không được đi lễ. Đó là cái điều vô cùng lớn thưa anh chị em. Ngay cả linh mục chúng tôi đi nữa, nhiều khi tự hành thánh lễ, nhiều khi làm lễ trở thành thói quen, không cảm thấy tiếc rằng mình không được làm lễ, không cảm thấy tiếc rằng là mình không được cử hành thánh lễ. Còn đây 63 năm cảm nghiệm được cái ơn đầu ơn tiết lễ, đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai, Ơn thứ hai nữa là con nhỏ cái dầu máy khâu đấy ạ. Các ông các bà thấy xem cái dầu máy khâu mà nhỏ mắt thì chắc phải mù. Thế con thì lúc nhà con chết đi rồi thì con mới xin một cái nọ dầu máy khâu, thì người ta cho vào cái nọ rửa thuốc đau mắt ấy, thì con bóc vào cái nọ kim chỉ.
Tôi học kinh chỉ hôm với con Khâu, và đúng 3 giờ thì con vẫn đặt lòng thương xót, nhưng mà con Khâu con lại tưởng cái đấy là cái nọ thứ nhỏ mắt. Con lấy con nhỏ vào hai mắt con, ôi trời ơi, nó trắng xóa này. Thế xong rồi con ấy, tôi chết rồi, mình mù rồi. Con bảo thế xong mồm con thì vẫn đặt lòng thương xót. Thế xong là con cứ khấn Chúa bảo Chúa ơi chứ đừng cho con mù mắt, bây giờ con mù mắt là con chết đấy. Còn mấy đứa con nhỏ, cháu này nhỏ nữa thì mỗi mình con không no liệu được thì Chúa cho con sống. Thế cho con khỏi mắt đi, thế con lấy nước con chết và con mua thuốc và con giỏ thế dần dần là con khỏi. Con tất cả những chuỗi của con thì con viết thành một bài thơ, con muốn đọc trước cộng đoàn và trước cha, xin cha cho con đọc ạ. Vâng ạ. Bài thơ của con có tựa đề là Con về giáo điểm tạ ơn. Rồi, trong một tràng hoa tay, nhà thơ Con về giáo điểm tạ ơn. Con về giáo điểm hôm nay tràn đầy vui sướng ước mong bao ngày. Nơi này con vẫn thường xem, ngày ngày trên sóng truyền hình, cha ơi, lòng thương xót Chúa bao la, cho con cho cả muôn dân nước này. Người đau ốm, tẻ dại khờ, chạy đến với Chúa bệnh tình khỏi nhanh, ung thư tim mạch vô sinh, xì ké ma túy đau xương hết liền. Chúa thương liên kết chúng con, Bắc Nam hải ngoại vô đây hàng ngày, đập tan quỷ dữ sa tan, đang xen lương giáo kết đoàn tình thương. Bao nhiêu nhân chứng nhãn tiền, mở ra cửa nước thiên đàng cho con. Một lòng tín thác Chúa ơi, con xin dâng cả nỗi lầm khi xưa. Bao lần chối Chúa đi coi thầy bà để được ích gì đời con. Bệnh vẫn đến, chồng vẫn đau, ủ tai hoa mắt Chúa cho biết liền. Đêm đêm nghe tiếng tinh cầu, nhắc con có Chúa con đừng tin ai. Tay mình nhỏ mắt bằng dầu, mà Chúa vẫn chữa cho con sáng liền. Chồng con bỏ Chúa bao năm, hồng ân được đến nơi này Chúa thương. Gửi về giúp việc nhà chung, những ngày tháng cuối biết ơn Chúa nhiều. Đã biết tiếc lễ của cha, sao không về cõng tôi đi lễ này. Nằm thương xót Chúa bao na, xin lòng nhân hậu xót thương con hèn. Nâng đỡ con lúc yếu lòng, ngập tràn tâm ý như gương chói lòa. Đêm tàn đỏ ửng vầng dương, bình minh soi chiếu xua tan nỗi lầm. Con xin cảm tạ hết lòng, tạ ơn Chúa cả ba ngôi trên trời. Cảm tạ cha với cộng đoàn, hiệp thông ý nguyện cho con người nhầm nỗi lầm. Xin vui vẻ cho con. Đây, tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi, mấy ông.